có số điện gọi cho nó trước xem. Xem
các loại ưu đãi gì thì không có nhu cầu ăn bánh xèo nữa đâu. Dạ. Thế lúc anh về đây được giảm giá trước tiên. Thì nó giảm giá nó sẽ trượt, nó sẽ vào cái ví tích điểm của anh thôi chứ nó không phải giảm trừ trực tiếp. Thôi về cái đằng chủ nhà bố ăn đi. Được lắm, ăn thử xem. Trên tầng 6 ấy có cả BBQ và thứ ăn dễ lắm. Lẩu ngon luôn ấy. Ăn thử cho biết luôn. Đi tìm đâu nữa. Gần như không có. Có không mở. Để biết thì em chỉ cần biết thôi. Được, đó là in một loại nên là chữ tiếng Việt mà chơi thôi. Đúng rồi, nó chữ dư một mặt. Nếu muốn thì sẽ là một mặt tiếng Việt, mặt tiếng Anh. Không có đưa về, còn không còn đi thẻ mua quá đơn giản, còn không có vấn đề gì.